Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui. À thưa quý vị, trong chương trình tuần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chăm sóc da như thế nào bằng dược mỹ phẩm cho hợp lý và tránh bị kích ứng. Và có mặt trong trường quay ngay lúc này đó chính là sự có mặt của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Nho, là nguyên bác sĩ khoa da liễu đến từ bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô và sự có mặt của người dẫn chương trình MC Nguyễn Thúy Quỳnh sẽ đồng hành và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều những thông tin về việc là kiến thức cũng như là bí quyết chăm sóc da của mình. Hiện nay thì chúng ta có thể thấy là việc mà rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng dược mỹ phẩm trong cái chế độ chăm sóc da như là điều trị mụn nè, thâm nè. Vì sao người ta lại ưa chuộng sử dụng dược mỹ phẩm đến như vậy thưa bác sĩ? Trước tiên là vì cái nhu cầu hiện nay của người ta những cái vấn đề về trên da nó đòi hỏi một cách cấp thiết, tức là người ta quan niệm rõ ràng là làn da phải trắng mịn và đồng thời nữa là nó phải săn chắc khỏe mạnh thì buộc người ta phải sử dụng đến những sản phẩm không phải là mỹ phẩm nữa mà phải là dược mỹ phẩm để chuyên sâu điều trị được những cái vấn đề trên da đấy và tôi nghĩ rằng rất là nhiều người còn vẫn đang mơ hồ về cái khái niệm mỹ phẩm và dược mỹ phẩm trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là mỹ phẩm mỹ phẩm chính là những chế phẩm hoặc những cái sản phẩm chỉ dùng để bôi ngoài da như là trên da mặt rồi là mắt rồi môi nhưng đối với thuốc tức là dược phẩm thì người ta hiểu rằng đây là một cái sản phẩm dùng để điều trị bệnh hoặc là phòng bệnh hoặc là thay đổi một cái chức năng sinh lý nào của cơ thể nhưng nó phải được trong cái điều kiện là kiểm soát một cách nghiêm ngặt chặt chẽ có liều lượng nhất định có thời gian nhất định và chúng ta phải theo dõi bởi những cái chuyên gia chứ không phải như mỹ phẩm ai có thể sử dụng được thế thì dược mỹ phẩm nó sẽ vừa có phần giống như là dược phẩm nhưng vừa có phần giống như mỹ phẩm tức là như mỹ phẩm nhưng nó điều trị chuyên sâu hơn và nó được nghiên cứu một cách chặt chẽ, thận trọng và được thử nghiệm để có cái tác dụng phục hồi lại những vấn đề trên da mà mỹ phẩm không làm được. Ừ, vâng à. qua cái sự chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy là vì sao mà nhiều người tìm đến dược mỹ phẩm đến như vậy. À, MC Thiếu Quỳnh này à, là một người trang điểm rất là nhiều. À, trong ngày vậy thì chắc hẳn là cái chế độ chăm sóc da của bạn cũng đặc biệt hơn những người khác đúng không ạ? Vâng ạ, trong cái chu trình dưỡng da của mình ấy, thì em có sử dụng hai cái hoạt chất đó là retinol và AHA và đối với cái hai cái hoạt chất này thì em không sử dụng cùng một lúc mà em sẽ xen kẽ ví dụ như tối hôm trước em sử dụng retinol thì hôm sau thì em sẽ sử dụng AHA và trong cái thời gian mà điều trị mụn thì em có sử dụng thêm một số các hoạt chất khác theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ không biết là vì sao mà quỳnh tìm đến cái liệu trình chăm sóc da của mình bằng dược mỹ phẩm khi mà cái tiến độ công việc của em rất là nhiều giờ giấc sinh hoạt cũng bị đảo lộn rất là nhiều nên là cái việc mà chăm sóc da là bắt buộc phải có và khi mà da của em xảy ra những cái tình trạng ví dụ như là nổi mụn này thì em bắt đầu sử dụng một số các hoạt chất À, ví dụ như retinol lần đầu tiên khi mà em sử dụng retinol thì em uh, sử dụng với nồng độ là một phần trăm với mấy nồng độ rất là lớn khá là và cao. sau này khi mà sử dụng một thời gian thì da bắt đầu bị kích ứng khá ừ. là mạnh thì khi đó thì thông qua tìm hiểu thông qua tư vấn của bác sĩ thì em mới bắt đầu là giảm dần xuống sử dụng uh, với nồng độ retinol khoảng không năm phần trăm thì thấy cái tình trạng da của mình bắt đầu uh, bị kích ứng nhẹ hơn một xíu ừ. và sau đó thì em uh, cũng bắt đầu học cách chăm sóc da từ những bác sĩ, những đồng nghiệp. Đến thời điểm hiện tại thì cái làn da của mình nó ổn định với dược mỹ phẩm chưa? Hay là vẫn còn so với không? cái thời gian ban đầu ấy thì hiện tại là làn da của em nó đã ổn định hơn rất là nhiều. Ừ. Bởi vì cách đây khoảng 2 tháng khi mà em mới sử dụng ấy thì làn da của em nó bị kích ứng rất là đỏ, ừ. mẩn ngứa sau một thời gian sử dụng thì cảm thấy da của mình hiện tại cũng đã khá là tự tin rồi Vâng, bạn cũng rất là gan khi mà đầu tiên lại lựa chọn cái nồng độ retinol lên đến 1 chấm đó Bởi vì bản thân làn da của rất là nhiều người, kể cả tôi cũng vậy Thì thường chúng tôi sẽ sử dụng 0.25, rồi lên 0.5, rồi mới lên là 1 à, Không biết là bác sĩ Nho có ý kiến gì về cái quy trình chăm sóc da bằng dược mỹ phẩm của MC Thúy Quỳnh không ạ? À? Cái quy trình chăm sóc mà dược mỹ phẩm đặc biệt là sản phẩm có retinol Chúng ta phải chú ý đầu tiên khi có sản phẩm trong tay bạn phải chọn được sản phẩm của cái nhà sản xuất uy tín, có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được có các tiêu chuẩn kiểm nghiệm khắt khe và được cho lưu hành ra thị trường. Cái thứ hai, khi bắt đầu có những sản phẩm đúng như yêu cầu của mình, bạn phải thử ở trên cái mặt trước cái tay trước là cái vùng da của mình mỏng nó nhạy cảm và thử bôi một lượng nhỏ ở trên cái mặt da và trong thời gian 24 tiếng ấy bạn không được để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào sau 24 tiếng nếu như mặt da không nổi đỏ bong chóc thì lúc ấy chúng ta mới sử dụng lên mặt và khi sử dụng bước đầu tiên kể cả những người mới sử dụng chúng ta phải sử dụng với cái liều lượng và cái nồng độ thấp nồng độ thấp ở đây tức là giống như Việt Cường vừa nói từ 0,25 tức là sử dụng nồng độ từ thấp đến cao cái thứ ba nữa là bạn lại phải sử dụng trong cái tần suất ví dụ như bình thường chúng tôi sẽ khuyên 3 ngày sử dụng một lần đã ừ. một tuần chỉ hai lần thôi Đúng sau rồi. đấy hai ngày một lần và về sau quen rồi mới sử dụng một ngày một lần và sau cùng nữa là bắt buộc bạn chỉ bôi buổi tối trước khi đi ngủ sau khi đã làm thật sạch da áp dụng đủ các tiêu chuẩn skin care để cho da mình sạch nó với đủ thấm các cái lớp dược mỹ phẩm vào và vì cái retinol nó có một cái đặc tính là kích thích để cho nó tăng sinh các lớp tế bào mới Để cho làn da của mình nó tươi mới hơn Nhưng nó sẽ làm bong chóc lớp tế bào sừng trên da Chính vì thế làn da lúc ấy rất dễ bị ánh nắng mặt trời Nó chiếu vào hấp thu Thì rất dễ làm cho bị sạm da Cho nên tiêu chuẩn bắt buộc bạn lại phải sử dụng kem chống nắng là... Kem chống nắng ở đây thông thường chúng tôi sẽ khuyên các khách hàng Thấp nhất là SPF phải từ 30 Và đồng thời phải có cả PA PA 3 cộng là tốt nhất bởi vì nó phải chống được cả tia UVA và UVB vừa trên bề mặt da vừa dưới cấu trúc của collagen và elastin thì lúc ấy chúng ta mới có thể dùng được dược mỹ phẩm mà đặc biệt là các sản phẩm chế phẩm có retinol và cái thứ năm bạn vẫn phải chú ý là đối với những người mà đang mang thai ừ. hoặc cho con bú thì không nên dùng retinol ừ. đấy là những cái nguyên tắc tối thiểu khi chúng ta sử dụng Nhà vâng à, rõ ràng là việc mà chăm sóc da sử dụng Retinol hiện nay là một cái xu hướng được rất là nhiều các bạn trẻ khi mà chúng ta tìm đến với dược mỹ phẩm để chăm sóc làn da của mình. Thì sau một thời gian sử dụng thì em thấy làn da của mình được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là cái tình trạng mà mụn đỏ nó đã được cải thiện đi rất là nhiều và uh, tuy nhiên thì sau này khi mà sử dụng một thời gian nữa thì em cũng có cái tình trạng là bị kích ứng nhẹ, nhưng mà ừ. nhẹ hơn rất là nhiều. Và được đánh giá chung thì khi mà em sử dụng cái retinol này thì cái hiệu quả mang lại cho cái làn da của mình được cải thiện rõ rệt Chỉ trong vòng khoảng từ 1 đến hơn một tháng là đã có thể nhìn rõ được cái kết quả của cái cái hoạt chất này Vâng, à, tôi cũng thấy là những người đôi khi có tâm lý là ban đầu thì sử dụng retinol hơi sợ và đôi khi là không biết là mình có hợp với cái dưỡng mỹ phẩm này không nhưng mà cần một cái liệu trình sử dụng đầy đủ và hợp lý thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả và rất là vui khi mà retinol đã giúp cho bạn là được cái hiệu quả như thế giữa vô vàng những cái giảng hiệu thì không biết là để chọn một cái loại retinol mà phù hợp với mình thì thúy quỳnh đã cân nhắc như thế nào? Thực ra thì em là một người khá là kỹ tính trong cái việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sắc đẹp của mình và làn da và khuôn mặt là những cái yếu tố thực sự rất là quan trọng đối với những người thực hiện ở trong nghề nghệ thuật và khi mà em quyết định sử dụng lựa chọn và sử dụng một cái sản phẩm nào đó thì em phải tìm hiểu rất là kỹ qua bạn bè qua đồng nghiệp qua người thân qua các kênh mạng xã hội và thậm chí là còn đến hỏi trực tiếp tư vấn từ các bác sĩ da liễu ừ. khi đó thì em mới quyết định là lựa chọn cái sản phẩm của mình tuy nhiên thì đối với mỗi làn da thì lại có một cái đặc điểm khác nhau ừ. do vậy là chúng ta phải sử dụng một thời gian để chúng ta mới lựa chọn được là à cái sản phẩm nào mới là cái sản phẩm thực sự phù hợp với cái làn da của mình để cho vào cái chu trình dưỡng da của mình mình không biết là trong cái quá trình mình sử dụng mình có kết hợp nhiều những cái 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 hoạt chất lại với nhau và mình có cái sự thay đổi sau một thời gian mình sử dụng nếu như mình không phù hợp hay không như chia sẻ của em lúc ban đầu thì em có kết hợp Zetino với lại aha và trong cái quá trình mà điều trị và sử dụng những cái hoạt chất của mình ý thì em sẽ rất ít khi mà thay đổi ừ. những cái hoạt chất đó bởi vì khi mà mình thay đổi thì mình sẽ phải mất một thời gian để da của mình có thể thích ứng đối với những cái sản phẩm đó ừ. và khi mà gây ra những cái tình trạng kích ứng đó thì em sẽ ngưng sử dụng ừ. tạm thời ngưng sử dụng thôi và sau đó nhờ đến cái sự tư vấn từ bác sĩ nếu trong quá trình mà thăm khám bác sĩ có yêu cầu là mình chuyển hoạt chất thì mình mới mới theo cái 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 lộ trình đến từ bác sĩ vâng với thứ thúy Quỳnh có nghĩa là bạn sẽ dùng cái trải nghiệm của bản thân của mình xong rồi mình sẽ có sự cân nhắc à, vậy thì cái 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 quy trình chăm sóc như vậy có tốt không bác sĩ hay là chúng ta nên tìm đến bác sĩ để tư vấn trước khi mà chúng ta trải nghiệm hay là chúng ta trải nghiệm rồi chúng ta tự rút ra cho mình và chúng ta có sự thay đổi thưa bác sĩ trong việc chăm sóc da tùy theo điều kiện của mình lúc đấy yeah. có điều kiện tốt nhất bạn hãy nên gặp bác sĩ để bác sĩ sẽ tư vấn cho mình đầu tiên làn da của mình là cái gì thích hợp với sản phẩm nào ví dụ da khô hay da dầu, da đang bong chóc hay da lão hóa, da đang nám, lúc ấy chúng ta mới hướng đến những cái sản phẩm cần thiết để điều trị trên da của mình. Cái thứ hai là khi sử dụng thì chúng ta lại phải theo đúng những cái bước trình tự mà tôi đã hướng dẫn lúc nãy và cái thứ ba nữa là bạn không quên uống nước đầy đủ bổ sung thêm vitamin và các khoáng chất để giúp cho tăng tuần hoàn giúp cho thúc đẩy cái quá trình mà có trong cái dược mỹ phẩm ấy nó có tác dụng tốt hơn bởi vì nó không có nguyên liệu nó sẽ không làm được những cái vấn đề đấy thì chúng ta phải giúp bởi vì không giống như mỹ phẩm dược mỹ phẩm tác động cả bên trong lẫn bên ngoài cho nên là đấy là những yếu tố cần phải chú ý đối với những người như bạn quỳnh khi sử dụng dược mỹ phẩm Vâng, à. khi mà quỳnh chăm sóc da như là quỳnh chia sẻ ít phút trước thì tôi thấy có một cái vấn đề cũng rất đáng quan tâm là bạn nói là bạn có sự tìm hiểu trên những cái đoạn clip hay là những cái hot tiktoker những youtuber họ đã trải nghiệm qua nhưng mà đó cũng là hai mặt của một vấn đề ạ à. bởi vì đôi khi có những cái sản phẩm chưa hẳn là nó nó là đã thực sự tốt đâu nhưng vì mang cái tính thương mại chẳng hạn thì được người ta tư vấn nhiều hơn hoặc là quan tâm nhiều hơn thì rõ ràng là quỳnh cũng sẽ phải có sự cân nhắc để mà trải nghiệm những sản phẩm đó đúng không thưa quỳnh ờ dạ vâng ạ khi mà em xem những cái clip ở trên mạng đặc biệt là từ những TikToker ừ. thì em cũng sẽ có một cái sự cân nhắc nhất định. Bởi vì khi mà em ấn vào cái link shop để chuẩn bị mua một cái sản phẩm thì em thấy cái giá thành của nó thực sự là nó không không tương xứng với cái sản phẩm đó thì em cũng sẽ không lựa chọn mua. Và thứ hai nữa là mình sẽ tích cực đọc những cái review ở trong cái phần bình luận của các bạn để xem là những cái bạn đã sử dụng cái sản phẩm đó mà từ những cái TikToker đó review là cái hiệu quả nó như thế nào. Một cái bước tìm hiểu kỹ luôn là một cái bước cần thiết để chúng ta chăm sóc làn da của mình đúng không ạ? À? Nhất dán nhì da mà và khi mà bạn sử dụng những cái chế phẩm như là retinol lên đến một phần trăm mà bị đỏ ngay từ ban đầu thì bản thân tôi đi tôi cũng từng gặp phải cái tình trạng đó và nhiều người cũng sẽ gặp như thế và ngay lập tức bạn khắc phục như thế nào? Thực sự là cái lần mà em sử dụng bị kích ứng khá là mạnh thế thì ừ. gây cho mình một cái tâm lý rất là hoang mang bởi vì là cái công việc của mình thì đòi hỏi lúc nào cái khuôn mặt của mình cũng phải đẹp và khi mà gặp cái tình trạng đó thì em đã ngưng sử dụng ngay ừ. hóa chất và sau đó thì đến gặp trực tiếp bác sĩ sau đó thì lắng nghe những tư vấn hỗ trợ đến từ bác sĩ thì mình bắt đầu uh, giảm dần cái nồng độ của mình xuống ừ. còn 0,5% sau đó thì một thời gian thì da mình cũng trở lại bình ừ. thường ừ. và tốt hơn rất là nhiều vậy thì không biết cách xử lý của thúy quỳnh như vậy là đã đã đúng chưa bác khi xảy ra những vấn đề kích ứng như thế thì đầu tiên dừng ngay sản phẩm đấy cái thứ hai sử dụng những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ phải rửa để cho nó đẩy những cái thành phần đã dính trên mặt mình đi và thứ hai là mình sử dụng những cái thành phần nó làm dịu cái vùng da đấy và cái thứ ba là tốt nhất nếu có điều kiện bạn cần thăm khám ngay các bác sĩ da liễu để người ta sẽ đưa đánh giá cái tình trạng kích ứng của da mình lúc ấy ở mức độ nào có viêm không có phản ứng sang dị ứng hay không hay chỉ kích ứng thôi để người ta có cái hướng xử trị có cần uống hay không các thuốc chống dị ứng sau đấy nữa thì bạn không được sử dụng những cái sản phẩm trang điểm ngay lúc ấy bởi vì nếu không chúng ta lại đưa thêm những thành phần kích ứng vào da mình cái thứ năm cuối cùng chính là bạn giảm ăn những cái chất có nhiều các nồng độ protein cao ví dụ như tôm cua ghẹ những cái dễ gây dị ứng nó có thể những cái ngứa do cái kia nó lại làm cho mình tác dụng ở trên da mặt mình thì đấy là những cái nguyên tắc xử trí cơ bản ừ, dạ vâng ạ à. hiện nay thì tôi thấy là À, nhiều người lựa chọn dược mỹ phẩm để chăm sóc da retinol, aha, bha họ sử dụng nhưng mà họ cũng rất là băn khoăn là không biết là làn da của mình sao có quá trình sử dụng những cái loại dược mỹ phẩm này có bị lệ thuộc hay không có nghĩa là mình ngừng sử dụng là nó lại không đẹp bắt buộc mình phải sử dụng trong một cái thời gian kéo dài à, vậy thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào khi mà chúng ta sử dụng dược mỹ phẩm với những cái hoạt chất này dược mỹ phẩm là cái sản phẩm không phải chỉ có bôi bên ngoài không mà nó tác động từ sâu bên trong cho nên nó phải có thời gian tức là ít nhất chúng ta phải thấy rằng từ 3 đến 4 tuần trở lên thì cái tế bào da nó mới thay đổi từ cái lớp tế bào đáy nó đẩy lên trên bề mặt da được. Lúc ấy mới có tác dụng. Cho nên sử dụng dược mỹ phẩm không thể ngắn được mà phải sử dụng kéo dài. Nhưng sử dụng kéo dài bao lâu thì chúng ta thấy rằng nếu đáp ứng được cái yêu cầu của chúng ta, ví dụ như làn da lão hóa mà bạn thấy rằng da mình vẫn khô, nhăn nheo, vẫn thâm nám, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Bởi vì chúng ta phải đặt cái mục đích của chúng ta khi sử dụng bởi vì đây nó là vấn đề điều trị chuyên sâu nữa mà thế thì khi chúng ta đạt được cái yêu cầu của mình thì lúc ấy chúng ta sẽ dừng ví dụ mụn giảm mụn rồi bắt đầu giảm cả những vết thâm do mụn để lại trên da bắt đầu xe khít lỗ chân lông rồi thì bạn có thể dừng và bạn có thể thay đổi một cái sản phẩm khác để cho cơ thể của mình nó có thể tiếp nhận được những cái thông tin khác để nó kích thích để thay đổi ví dụ như đang retinol bạn có thể thay đổi sang AHA AHA nó cũng kích thích để tăng sinh tế bào cũng tẩy tế bào chết làm sạch da cũng thay mới tế bào thì chúng ta có thể thay đổi hoặc là cũng cái sản phẩm dưỡng ẩm bảo vệ da thì chúng ta có thể sử dụng depanthenol hoặc cũng có thể sử dụng sang vitamin B3 niacinamide chúng ta có thể thay đổi những cái sản phẩm những cái thành phần có mặt và chúng ta cũng không cần cố định một loại nào nhưng trước khi thay đổi một sản phẩm mỹ phẩm mới thì tôi vẫn nhắc lại năm cái nguyên tắc khi mà chúng ta sử dụng một sản phẩm mới để tránh vấn đề dị ứng Ừ, dạ vâng ạ à. khi mà cái quá trình mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm dược mỹ phẩm bị kích ứng và dị ứng thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ còn mơ hồ ạ à. khi mà chúng ta sử dụng retinol đầu tiên là nó sẽ phải ẩn đỏ lên trước rồi nó sẽ bong tróc và nhiều người đôi khi là sẽ bị nhầm tưởng là da của mình nó đang bị dị ứng rồi đó mà không sử dụng được nữa bác sĩ có thể là chia sẻ thêm là khi nào mà chúng ta cảm nhận được cái sự kích ứng của mỹ phẩm đặc biệt là dược mỹ phẩm và chúng ta nên ngừng sử dụng nếu như chúng ta thấy những cái triệu chứng đó trước đây chỉ riêng có retinol không thôi thì vấn đề là bản chất của retinol Tức là kích thích để thay mới tế bào da Đưa cái tế, tế bào mới từ bên trong da Cho làn da mình mịn màng tươi trẻ hơn Và đồng thời làm thay cái làn da già cỗi ở bên ngoài Cho nên bong chóc là bong chóc những cái tế bào da đấy Thế thì chúng ta phải hiểu bản chất của vấn đề Là trên da chúng ta sẽ xảy ra quá trình đấy Thế nhưng hiện nay thì người ta kết hợp với nhiều loại Để cho nó giảm tác dụng đi rất nhiều Người ta cho thêm những cái loại serum làm dịu da giúp cho da mình nó giảm cái sự bong chóc ấy đi Vẫn bong, vẫn đẩy tế bào mới Nhưng mà cái sự bong ấy nó đã có phần dịu da đi rồi Cho nên những cái tác dụng ấy nó sẽ giảm đi rất nhiều Chính vì thế mà khi bạn thấy Nếu như mình đã sử dụng những loại tốt như thế rồi Vẫn bị mụn Vẫn bị đầu tiên là ngứa trên da Sau đấy là da đỏ, ửng Và bắt đầu có thể nổi sẩn Lâu dài nữa có thể giãn mạch Thậm chí có thể anh sử dụng không tốt Teo da, thâm da, sạn nám rất nhiều vấn đề và có những trường hợp sử dụng lâu dài quá nó tác động vào tiêu các sợi collagen, elastin làm cho da chảy xệ, già nua. thì đấy tất cả những vấn đề đấy thì chúng ta nên phát hiện ra từ những triệu chứng sớm để dừng ngay từ đầu, không nên để kéo dài nó sẽ ảnh hưởng đến trên làn da về sau các bác sĩ rất khó phục hồi. Ừ. chính vì thế các bạn phải biết được là khi da mình có một vấn đề gì thay đổi phải lắng nghe, phải biết trên da mình. Khi chúng ta vẫn sử dụng cái loại ấy Thế nhưng mà đến một thời gian nhất định Da mình bỗng thấy sạm hơn ừ. Bỗng thấy nổi mụn hơn Chứ không phải rằng nó cấp tính ngay từ đầu đâu ừ. Mà có những trường hợp lâu dài nó mới xảy ra ừ. Và có những trường hợp xảy ra lâu rồi Da không những là nó đã giảm cái sắc tố Không tăng sắc tố nhưng nó lại giảm Trắng cái vùng da ấy đi ừ. Mất sắc tố luôn cho nên là nó sẽ rất nhiều biểu hiện khi chúng ta phải quan sát hàng ngày thấy thay đổi thì chúng ta phải dừng ngay và nên tìm đến các bác sĩ để tìm hiểu xem vấn đề là từ đâu thì chúng ta mới giải quyết được ngay chứ còn chúng ta không có một phương án chung nào ngoài phương án là dừng ngay và đi tìm bác sĩ Vâng ạ, à, đó là một cái lời chia sẻ mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều các khán giả ngày hôm nay những ai quan tâm chăm sóc làn da của mình thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Và thưa quý vị, ở mỗi chương trình thì bên cạnh cái phần trao đổi trực tiếp tại trường quay thì chúng tôi cũng lựa chọn ra rất nhiều những câu hỏi liên quan đến chủ đề mà quý vị khán giả đã gửi về địa chỉ email của chúng tôi là khỏe để sống vui gmail com hoặc là địa chỉ fanpage của chương trình và chúng tôi đã chọn lọc ra để bác sĩ có thể là trả lời trong chương trình giúp cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những câu hỏi đó nha. Khán giả có địa chỉ email thùy linh 1412 a gmail com gửi câu hỏi như sau. Em sử dụng BHA vào buổi sáng 2 lần trên một tuần, buổi tối em sử dụng retinol cũng hai lần trên một tuần, cùng ngày dùng BHA. Như vậy đã hợp lý chưa thưa bác sĩ? Cách sử dụng như thế nó vẫn thỏa mãn được những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra là đạt được cái vấn đề mong chóc các cái làn da già cỗi thay thế bằng những cái tế bào mới cho da mình tươi trẻ hơn thì bạn khi sử dụng không thấy các vấn đề gì gây kích ứng cũng như là dính trên da thì bạn có thể tiếp tục sử dụng theo đúng cái phác đồ như mình đã sử dụng. Khán giả có địa chỉ Facebook Mai Nguyễn hỏi, em đang sử dụng Adapalene để trị mụn. Thời gian đầu, em đã dùng 3 lần trên một tuần, bồi mỗi tối. Hiện em đã tăng lên bôi hàng ngày và thấy da có vẻ đã quen, không bị kích ứng. Vậy em có nên duy trì việc bôi Adapalene hàng ngày như bây giờ không? Vấn đề trị mụn thì chúng ta thấy rằng khi đã dùng adapalene mà bạn thấy có hiệu quả thì tức là khi ấy tuyến bã bị ức chế không tiết ra và đồng thời là trên da mặt nó không tạo ra những cái mụn ở trên da mặt nữa thì lúc ấy bạn có thể dừng cái adapalene lại bởi vì nó cũng là một cái tiền chất của vitamin A. Cho nên khi bạn sử dụng điều trị trong cái vấn đề trị mụn trứng cá thì bạn không nên sử dụng kéo dài. Thông thường thì người ta sẽ cho sử dụng khoảng từ 4 đến 8 tuần. Sau đấy thì người ta có thể thay bằng những sản phẩm khác chăm sóc hoa để cho da mình giảm tiết các cái chất bã ở trên da, đồng thời nó không bị tích tụ lại những cái cặn bẩn ở trên da, để cho da thông thoáng các chất bã khi mà tạo thành nó sẽ được thông thoáng bài tiết ra bên ngoài, không tạo thành những cái mụn đầu trắng như đầu đen trên bề mặt da. Cho nên bạn không cần phải tiếp tục sử dụng mà nên chuyển sang các bước chăm sóc da mới. Khán giả có địa chỉ Facebook Mai Anh Phạm hỏi: "Trong chu trình dưỡng da, retinol nên bôi ở thứ tự như thế nào thưa bác sĩ?" Các bước skincare đầu tiên chúng ta sẽ thấy, tẩy trang, dùng sữa rửa mặt, sau đấy dùng đến mặt nạ dưỡng ẩm và một tuần 2 đến 1 đến 2 lần tẩy tế bào chết. Sau đấy thì người ta sẽ dùng serum dưỡng ẩm và với đến retinol. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng khi sử dụng retinol thì tốt nhất có thêm những cái thành phần dưỡng ẩm thì nó sẽ giảm cái sự bong chóc lên rất là nhiều vâng chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ trần thị thanh nho với rất nhiều những câu hỏi đã gửi về chương trình và hy vọng là thông qua những phút phát sóng vừa rồi thì quý vị khán giả của chúng ta cũng đã có thêm những cái kinh nghiệm những cái kiến thức thật là hay trong việc là chăm sóc da của chúng ta từ dược mỹ phẩm và từ đó chúng ta bảo vệ và chăm sóc làn da của chúng ta ngày một khỏe mạnh hơn xin được cảm ơn sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 trần thị thanh nho cũng như là mc nguyễn thúy quỳnh đã đến đây và cho chúng tôi rất nhiều những thông tin hay và bổ ích cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo